Sau một cái chuyến tour thì xe của mình hiện tại là như thế nào ha? Thì hiện tại thì nó cứ xì nhớt ở một số nơi như thế này. Nhưng mà hiện tại là cục máy nó vẫn còn rất là êm. Mọi người nghe nè. Chưa có một tiếng động lạ nha. Cục máy của mình chưa có một tiếng động lạ. Ngoài cái việc nó bị chảy nhớt, là mình nghĩ là do cái đường bơm nước điện nó bị xì thôi anh em. Vẫn chưa có một hiện tượng lạ. Cái nồi không kêu luôn, không dập nồi luôn ha. Ok, đây mà. Nhưng mà bây giờ là mình sẽ mang cái xe đi rồi, mình sẽ cho anh em xem tổng quan xe. Rất là dơ, dơ nó ra tận đây luôn nè. Cực kỳ dơ luôn mọi người. Nè. Đây, bịt bớt bôi nè. Nghe không? Đó. Êm mà đúng không? Cái đèn của mình nó bị chập. Bây giờ mang xe đi rửa anh em ha, chứ không nó hơi dơ một xíu. Ui da. Vừa mình đi tour về hôm thứ bảy anh em ạ. Hôm nay là chắc hôm thứ bảy gần một tuần rồi. Và cái xe đã coi như thế nào ha. Và cái xe đã coi như thế nào thì khá là dơ nha mọi người. Nói chung là chạy ốc ác đổ rớt quá trời quá đất. Bây giờ là sẽ mang cái xe đi rửa và mình sẽ cầm cái xe qua bên ông anh mình phải chỉ lại ha. Thì cũng hên chung xe bo lúc rồi, xe bo lúc tại vì đôi khi là do mình chạy hơi hỗn với lại cái xe của bo cái nén hơi cao, cái nén cao quá. Đi tour nhiều khi là mình cái nén cao với lại nó không có nên lắm anh em ạ. Có thể xe của mình không có mạnh nhưng mà nó chạy bền, không nó chạy cái chuyến tour bền. Tính ra là cái tour đợt rồi á là mình chạy đâu đó khoảng 500-600 cây á, 500-600 cây mà chỉ trong vòng khoảng một, nói chung là có một cái đợt mình để quên điện thoại nữa là mình chạy về tới Đồng Nai rồi, cái mình quên điện thoại ngay Hồ Tràm á, mình phải quay vòng ngược lại Hồ Tràm để mình lấy cái điện thoại. Lúc đó là chạy tốc độ cao á, 120-130 GPS không. Nè, nó bị cây luôn này, chạy tua xa nó bị bung luôn này, anh em thấy không? Cũng chưa kiểm tra lại đúng không? Gãy bát luôn rồi. Chung là chuyến tour đó thì nó hơi xui, chuyến tour nó hơi xui, nó hơi có nhiều vấn đề xảy ra. Anh em đi thì thằng lúp, thằng bung chỉ thằng lâm hết. Bạn. Không ổn quá. Dạ. Nói chung là xe thì nó bung chỉ tùm lum tùm lẹ hết trơn á. Hên là cái xe của mình thì nó không sao. Lúc đầu là hàng nhóc kia nó bị, là mình cũng đậu rồi xong. Cái kiểu dạng này là thằng bo nó bị rồi nè, bo là bị lúp rồi nè, thằng kia nó bị nữa. Rồi xe của mình mà nó bị nữa thì thôi chứ, xui rồi xui nhân ba đúng không ạ. Nhưng mà thêm một cái là xe của mình không sao hết, nó rất là ok luôn. Nó vẫn rất là ok. Cục máy vẫn khá là êm, chưa có hiện tượng lạ không. Bây giờ là mình cho ông anh mình rửa xe. À, mình hay rửa xe ở đây, ông anh của mình ở đây ông rửa sạch, khá là sạch. Ông rửa khá là sạch nên mình kiểu mình ưng ở chỗ này á. Mình khá là ưng ở chỗ này ha. Mấy cái này là anh em hỏi tại sao nó bị lệch, tại vì do là cái ghi đông của mình nó bị cong anh em ạ. Bây giờ là thay ghi đông mới là ok, là vô lại hết. Rồi em cắt đi cả. Ủa đâu rồi? Khá là dơ nha mọi người. Nhưng sên dĩa nè. Cái sên này á, mình chia sẻ với anh em một điều là cái sên này là sên Koji. Sên này là sên Koji. Cái sên này là mình đã đi rồi và mình cảm nhận nó rất là bền. Hiện tại là mình đi được khoảng 8.000 cây nữa và hiện tượng giãn của nó rất là ít nha anh em. Mình khuyên là anh em nên chơi thử cái sợi sên này xem. Nó khá là cao và giá nó hơi chua một xíu, tầm 300 mấy á. Nhưng mà nó rất là ngon. Mình cảm nhận nó rất là ngon. Cái sên STB hồi xưa mình đi một lần là nhà bảo hành, nhà sản xuất nó có nói là bây giờ chống đứt, nhưng mà sên nó bị mình bị đứt luôn anh em ạ. Thốc là 2-3 lần nó đứt luôn. Thì bây giờ là mình đổ qua sợi sên này. Cái thời gian đầu tiên của nó đi nó rất là bền nha. Nó cái lượng mỡ bỏ của nó khá là ok và nó lâu giãn hơn những sợi sên kia, mình cảm nhận như vậy. Hiện tại là mình đã đi được một thời gian mình mới chia sẻ cho anh em thôi ha. Có cái phục rất leo, phục RCB nó cứng ngắc rồi. Đi hơi cứng nhưng mà vô cua thì ok.
còn đi tour thì nó cứng lắm. Anh em nên cân nhắc giữa cái M2 và cái cao hơn nha, tại cái M2 là hàng ra đấy, giá rẻ, hiện tại rất là rẻ ha. Ok, thì bây giờ còn Momo S là Momo S đời đầu, cái mông của mình nó đời đầu lận, thế nên cái nước sơn của nó khá là ok ha. Còn cái đợt sau này á thì mình nói thiệt là mình cũng buôn bán, thế nên mình chia sẻ thiệt luôn là cái đợt sau này cái nước sơn của nó không có được đẹp như cái đời đầu. Cái đời đầu làm rất là ok nha, cái đợt thứ hai làm thì hơi ẩu tại vì nước sơn nó dễ bung lắm. Còn bây giờ thì mình không có biết, bây giờ là mình không có rõ là cái nước sơn nó như thế nào, nhưng mà anh em feedback lại khá là ok. Còn bây giờ là mình sẽ cho anh em xem là cái mâm này mình đi lâu lắm rồi, đi cái lúc mà US mới ra cơ là chưa có một vết chày luôn anh em, nó chưa có một vết chày mà mình đi rất là nhiều tour ha. Nhưng mà có đằng trước á, nó bị đá văng mẹ một miếng này nè, còn đằng sau là không có một vết chày luôn, sơn không bốc luôn nha, sơn không bóc ra luôn ha. Còn lốp này là anh em hỏi lốp gì là đi Russo ha, Ferrari Russo, khá là mềm, an ninh cũng dữ lắm, tại vì nó mềm quá, bo cua xuống an ninh dữ, nhưng mà nó mất rãnh rồi nè, là mình sẽ phải thay lại cái này ha. Ok, bây giờ để ông rửa đi, rửa nhem cái hơi dơ nghe. Bây giờ là mình sẽ để cho ông rửa xe rồi mình sẽ nhắc nữa này anh em, cái bô của mình nó bị tụt rồi nè, cái bô nè, chứ nó mình sẽ phải đẩy vô, tại vì cái bô này của mình bữa là bị mất là so, cái lúc mà mình đi về từ Sài Gòn, từ dưới nó về qua Sài Gòn, qua khu Sài Gòn, nó vô ổ gà cái dập cái là vô bô luôn. Còn mấy cái này là nhớt nó chảy ra này anh em, xin nó rửa coi nó bị bạc, nó có bị bay màu không, bay màu thì mình sẽ qua anh chép, mình để anh chép làm khò lại nha, tại vì cái này nó cái nhất là cái chỗ này nè, nó mất lò xo nó khá là nguy hiểm nha. Anh em thấy anh em nên gắn lò xo nha, tại bây giờ là mình lần đầu tiên á, mình cũng ý, hồi xưa mình ý lắm, nhưng mà cái đợt mà chạy vừa chạy rồi á, mới vấp ổ gà một cái là cái bô chỗ này rớt ra luôn, khúc này rớt ra luôn, mình tưởng hư bô không á, nhưng mà hên là không phải ha. Còn đây là bánh trước của mình, canh rồi nha, nè nghe em nghe ha, đó quay này thôi nè, không quay luôn, ok chưa nè. Thì đây là cái bánh trước của mình còn nhá, ok 30 phút ông rửa xe cho mình nhanh em. Xe được rửa hơn 30 phút luôn. Bây giờ là 30 rồi, là 45 phút rửa xe. Ông rửa xe cho mình xong thì xe nó cũng hoàn ok rồi, nó cũng mới mới rồi anh em ạ. Bây giờ là đẩy xe qua lò cho ông quay lại ha. Hiện tại là đang bị gì? Kiểu nhúng nó bị rong trên lồng hay là cái gì đó thì bây giờ phải tháo ra náo ra. Nó bị vô nước, nó bị vô nước. Nước anh em ạ. Ok thôi được rồi đi thôi. Ok thì sau một hồi là ống rửa xe cho mình xong á, thì bây giờ là mình sẽ đi và mình sẽ tâm sự với anh em là sắp tới mình sẽ có một chuyến tour nho nhỏ ha. Chắc là tối nay thì sẽ có một chuyến tour chắc là đi Bảo Lộc. Hiện tại thì xe của mình nó như thế nào và đang bị tình trạng như thế nào thì mình sẽ nói cho anh em nghe ha. Hiện tại là sau cái cục máy đi về thì mình bị chết củ đề anh em. Bị hư củ đề là một nè. Đó, lúc có nghĩa là về tới Sài Gòn vẫn đề được, nhưng mà hôm qua đề thì nó bị hư củ đề. Cái thứ hai là bị xì phốt heo sau. Đó, cái thứ ba là cái vấn đề ống ở dưới anh em biết không? Là mình nghĩ là ngay cái nắp xiên xì nó có một cái ống thông hơi. Bữa đó mình quên chưa có lắp á, thế nên ngay chỗ đó thì nó sẽ phúng nhớt ra đó anh em ha. Về cái cục máy thì còn rất là êm nha mọi người, còn cực kỳ êm luôn. Nhưng mà nó bị một vấn đề là ở đợt đó mình đi mình hơi dư dĩa anh em ạ. Đang đi cái size 33 nó hơi dư dĩa. Hiện tại đang đi 3 nè. Nên nó bị dư dĩa. Thế nên khi mà đi ở cái tốc độ cao nó bị rần máy lắm anh em. Rần máy thì bây giờ là đang xíu nữa mình sẽ xuống cái dĩa 30. Mà chưa uống nano nữa. Chưa quấn dyno kịp luôn mà anh em đã rủ tối nay đi bảo tour rồi. Quốc luôn chứ ngại ngùng gì. Tối nay chắc đi Bảo Lộc. Sau đó đi xuống cái dĩa 30 rồi canh lại con heo sao nó bị xì phốt. Thế nên khi mà thắng nó không có thắng được, nó xì nó chảy nhớt, chảy nước ra từ lèo.
nó vừa yếu mà nó vừa kỳ lắm, nó chảy nước á, nước mà nước ghê lắm đó. Giờ xì xài heo trước thôi, heo trước thôi. Bây giờ là tranh thủ chạy qua ông anh, chạy qua ông anh để co lại con heo với lại co lại cái củ đề như thế nào. Bây giờ là qua bên cái chỗ mà mình canh lại con heo. Tình trạng là xíu nữa mình sẽ quay cho anh em xem tất cả tần tật những cái gì mà nó đang bị vấn đề ha. Đầu tiên là nó bị xì nhớt. Xì nhớt thì mình không có biết là nó ở khúc nào. Mình nghĩ trong đầu là do cái ngay cái đường bơm nước điện anh em. Bơm nước điện nó sẽ có một cái ống thông hơi. Thì cái ống thông hơi đó bữa như mình chưa có lắp hay sao á, nó bị xì đường đó ra ha. Cái thứ hai là bị củ đề của mình nó bị chắc là nó bị nhớt nó vô nhiều quá. Nó đang bị hiện tượng là nghẹt củ đề. Nó bị ướt, nhớt đó anh em, nó bị ướt. Đâm ra là không có đề được. Xíu nữa là cầm qua cho ông anh em mình coi lại ha. Cái ga tầm 8-9 ngàn nó là bị thiếu xăng ha. Còn ga đầu thì đủ xăng nhẹ lắm anh em. Ga đầu đi nó lướt lắm, nó khá là ok luôn á. Còn ga cuối nó bị thiếu. Thiếu thì nó chạy nó không được quát, nó không được hết cái máy anh em. Cái thứ ba là gì? Thứ ba là cái... Dĩa sau của mình nó... Cái dĩa sau của mình nó... Nó... Đi gì ta? Nó dư quá. Đang đi 33 nó khá là dư ha. Đang đặt cái đĩa 30 về. Khi mà về cái đĩa 30 là mình sẽ mang xe mình đi Quýnh Đài Nô luôn. Quýnh Đài Nô rồi vô cái bơm. Hỏi anh Leo có cái bơm bơm xăng độ không. Tại vì hiện tại là mình đang đi bơm xăng zin. Tại vì cái đợt là bơm xăng của TA nó chết sản anh em. TA nó chết sản ấy, thế nên không có đi nữa. Giờ đang đi cái bơm xăng zin đó. Nên cái ga cái cuối á, nó không có phát được cái máy ra ấy. Nên anh em sẽ thấy nó bị đù, nó bị ngu anh em ạ. Và tiếp theo là cái tình trạng gì anh em biết không? Cái này nó khá là nguy hiểm ha, là con heo sau. Con heo sau hình trạng của mình là bị mất áp. Mất áp mình nghĩ là do cái rong cao su á, hồi xưa là vệ sinh á. Ẩu lắp cái rong là vệ sinh không có thay rong, lắp cái rong cũ vô. Đó, rong cũ thì hai cái rong chắc nó bị xì một cái rồi. Là nó bị xì nhớt, xì dầu thắng anh em, xì ở cái con heo. Lúc đầu là mình cứ tưởng xì dây cơ. Nhưng mà không phải. Nó xì con heo anh em ạ, xì hết ở con heo luôn. Bây giờ là phải mang qua kiểm tra vệ sinh lại con heo.
đó. Và thay cái lốp đằng sau, cái lốp đằng sau hiện tại là đang đi lốp Russell, Ferrari Russell ha. Đang đi size 70, 80. Thì hiện tại là mình thấy á, trong các dòng là mình đã từng trải nghiệm rồi á, thì cái dòng Russell này nó khá là ok và mình phải đánh giá rất là cao. Tại vì cái khả năng bám đường của nó cao lắm anh em. Nó bám đường cực kỳ tốt luôn. Thế nên nó rất là dễ mòn. Em có thể thấy là cái bánh sau của mình nó mòn hơn bánh trước. Tại do anh em để ở đấy sẽ đi xe nào cũng vậy đó. Xe đi thi về cái đề á thì cái bánh sau nó sẽ mòn hơn bánh trước. Kiểu thúc nhiều ấy. Em thúc ca nhiều thì nó mòn rồi. Bây giờ là mình sẽ qua cho ông anh mình kiểm tra lại cái con xe này hiện tại như thế nào ha. Kiểm tra thì máy của mình là rong đồ kiểu nó vẫn còn ok anh em, nhưng mà do cái này nè. Cái này là ngay cái chỗ ống hơi nè anh em. Nó phúng nhớt ra ở dưới, thế nên anh em sẽ thấy nhớt ở dưới nè. Ha. Còn mấy cái này thì nó hơi chưa có ấy, nó chưa có ok cho lắm, nhưng mà để mình đi trải nghiệm một thời gian nữa xem cái bình nước bơm nước điện này nó có ok không anh em. Tại vì á, anh em đang đi bình cái bơm dài á, anh em hay nói với mình là cái bơm dài nó hay chết sản lắm. Không, để mình bật chìa khóa xem nó. Nè. Thì anh em cái dấu hiệu nhận biết là nó còn quay nè. Đó, thì cái dấu hiệu nhận biết là khi anh em cái này là bật chìa khóa là sẽ cảm giác được nó quay đúng không anh? Đó. Anh em sờ thôi, anh em thấy nó rung rung đó, nó đang quay, nó đang hoạt động là ok ha. Còn quạt kia là mình đấu trực tiếp luôn. Đó. Còn cái ống hơi này thì mình sẽ phải câu để cho ra ngoài luôn. Hiện tại là củ đề của mình nó bị hư rồi. Củ đề của mình không biết là bị hư hay là bị vô nhớt, tại vì cái chỗ này nè. Nó mình quên lấy cái ống hơi nối ra, cái nó phúng ra nhiều quá. Nó phúng ra nhiều quá thì nên nhớt đâm ra, nhớt nó bị động một cái này anh em. Nó động khúc này và nó vô cái củ đề, nên củ đề sáng nay mình đè nó vẫn é được, nhưng mà đè cái nó tắt tiếng luôn. Hiện tại đang đi củ đề của đất leo anh em. Nó còn bị sao đâu tao? Sẽ được hả? À dễ hả? Để chắc là vài hôm ngày mai ngày kia mình cầm xe mình qua mình quýnh tay nô bên thỉnh cái quýnh lại bồ dinh. Chứ cái bồn này nó la quá, la mà nó thiếu xăng ga cuối anh em. Bữa đây nô chưa có hết đó. Nó thiếu xăng ga cuối cực kỳ luôn. Cái ga đầu của nó đủ xăng nha. Ga đầu của nó đủ xăng. Bữa là không biết canh như thế nào nhưng mà ga đầu đủ xăng. Còn ga cuối là thiếu, nó thiếu từ 8-9 ngàn, nó thiếu hết luôn. Đó, còn cái thứ hai là cái sên. Cái dĩa nó hơi nhiều quá, thế nên đâm ra là nó bị dư máy anh em. Khi mà dư máy anh em chạy anh em cầm nó bị đuối.